Tại quyền công đảo, đoàn khảo sát Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách pháp luật bình đẳng giới năm 2023, việc thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình từ năm 2015 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 66 trên 112 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ, chiếm 58,93%. Tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là 16,3%, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đạt 20,5%, cấp xã đạt 32,4%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt 23,8%, cấp huyện 32,58%. Cấp xã 33,79%. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 20%. Đối với việc triển khai thực hiện luật hôn nhân và gia đình, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai 145 hội nghị với 16.532 lượt người tham gia, cấp phát 782 đầu sách, biên soạn 435 tài liệu hỏi đáp về luật. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch được số hóa từ năm 2019. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã đăng ký kết hôn cho 3.354 cặp, cấp xã đăng ký kết hôn cho 91.981 cặp. Làm việc với đoàn khảo sát Quốc hội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi bổ sung luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ, sửa đổi luật hôn nhân và gia đình để phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn pháp luật, nâng mức kinh phí chi trả cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới ở địa phương. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đánh giá cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật về bình đẳng giới và công tác hôn nhân gia đình. Đối với các ý kiến kiến nghị của tỉnh cũng như các vấn đề cần điều chỉnh, trao đổi, làm rõ thêm thông tin, bà Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn trước ngày 18 tháng 3 năm 2024.